Chào mừng các bạn đến kênh Vietnam Food. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn thêm một món bánh nữa nha. Món bánh này là món bánh dân dã của người dân miền Tây. Mình rất là thích món này từ nhỏ luôn. Bánh da lợn này nguyên liệu và cách làm cũng rất là đơn giản luôn. Và cái phần thành phần và định lượng mình có chia sẻ ở cái phần mô tả, có gì các bạn tham khảo nha. Đầu tiên thì đậu xanh này đó mình vo sạch rồi mình ngâm trong khoảng 2 tiếng. Bên đây mình dùng 100g các bạn và mình đem đi hấp chín. Các bạn cũng có thể đem đi nấu nha, nấu với lượng nước mình giống như nấu cơm vậy đó. Mình hấp tới nên là mình thử mình thấy nó chín mềm được rồi, mình nghĩ là khoảng 15 đến 20 phút. Và mình cũng đi chuẩn bị cái phần bột luôn. Mình sử dụng là 150g bột năng, 25g bột gạo, 100g đường. Và mình cho vào đây một xíu muối nha, khoảng 1/4 muỗng cà phê. Nước lá dứa để lấy màu xanh á, thì mình sử dụng đây là 150ml. Các bạn cho cắt nhỏ lá dứa và cho vào máy xay tinh tố, mình xay rồi mình vắt lấy nước. Các bạn dùng phới lòng á, mình khuấy cái phần bột này nó sẽ dễ hơn. Nếu mà các bạn kỹ á, có thể là mình khuấy xong á, mình lượt qua rây á, thì cái phần bột nó sẽ được mịn hơn nữa. Nếu mình chỉ sử dụng cái màu nước lá dứa không á, thì một lát mình hấp á, cái màu xanh nó sẽ bị nhạt đi. Nên một tí nữa mình sẽ cho vào đây khoảng nửa muỗng cà phê cái tinh chất lá dứa, thì mình sẽ giữ được cái màu xanh nó đậm, đẹp hơn. Và mình sử dụng là 100ml nước cốt dừa các bạn. Để bảo đảm á, mình dùng cái phới dẹt á, mình vét ở dưới cái đáy tô á, để đừng có bị bột, cái phần bột nó còn là dính ở dưới đáy á, thì nó sẽ không bị lợn cợn. Nếu có nắp đậy thì các bạn dùng nắp đậy, còn không các bạn dùng màng bọc thực phẩm á, mình bọc lại và mình để cho bột nghỉ 30 phút nha. Đậu xanh sau khi đã hấp chín rồi mình cho vào máy xay tinh tố mình xay. Mình sử dụng trong cái phần này sẽ là 150ml nước cốt dừa. Mình cho đây luôn để cho nó loãng ra, nó dễ xay. Giờ mình sẽ xay nhuyễn cái phần này nha các bạn. Xay xong mình cho hết cái phần đậu này ra tô. Nếu mà thích béo á, các bạn có thể cho thêm 100ml sữa tươi. Còn nếu không thì mình thay thế bằng 100ml nước lọc. Cho vào đây 100g đường luôn, 1/4 muỗng cà phê muối và 15g bột gạo, 75g bột năng. Rồi mình khuấy đều cái phần này lên. Cái phần bột này nó sẽ đặc hơn cái phần bột màu xanh nha các bạn, do là mình sẽ này là sẽ có đậu xanh á. Đậu xanh nhiều và bột ít, nếu mình làm loãng á nó sẽ không, mình hấp nó sẽ không có đặc được. Nếu thích hương vani các bạn có thể cho một ít hương vani vào trong đây nha. Khuấy đều lên xong mình cũng dùng màng bọc thực phẩm á, mình bọc lại và mình cũng để cho cái phần bột này nghỉ 30 phút. Ở cái phần xửng hấp á, để cho một lát mình dễ lấy bánh ra hơn á, mình sẽ quét một lớp dầu dừa ra ở đáy khuôn nha. Nếu không có dầu dừa các bạn có thể sử dụng dầu ăn. Và mình mở lửa lên cho cái xửng nó nóng á, rồi mình mới đổ bánh vào hấp nha các bạn. Ở cái phần bột mà do mình đã để 30 phút á, để cho bột nghỉ á, nó bị lắng bột xuống á, trước khi đổ vào khuôn thì các bạn cũng nên khuấy lên để cho bột nó được đều nha. Và chờ khuôn nóng á, mình mới cho vào. Và cái phần bột này mình sẽ chia đều thành 3 lớp. Cho bột giờ mình hấp phần này khoảng 5 phút.
Và cái nắp á, các bạn nên lên cũng nên lấy khăn bọc lại để cho phần nước nó không có nhiễu xuống làm nhão phần bột mình nha. Sau 5 phút thì cái lớp này cũng chín rồi nè, mình sẽ cho cái lớp bột có đậu xanh vào. Bột đậu xanh này thì mình sẽ chia làm hai. Và cũng hấp phần này tiếp tục 5 phút. Sau 5 phút thì mình sẽ đổ thêm một lớp màu xanh nữa. Và cứ như vậy mình tiếp tục làm cho hết những phần còn lại. Và ở lớp cuối cùng nè, lớp cuối cùng thì các bạn có thể sẽ hấp khoảng từ 7 tới 10 phút nguyên cái bánh luôn nha, thì bánh sẽ chín. Vậy là sau tổng cộng các lớp là mình đã hấp cái bánh này 30 phút rồi các bạn. Và bánh đã chín rồi nè, giờ mình lấy ra mình để nguội nha. Các bạn phải để cho thật nguội mới lấy bánh ra ngoài nha. Đây là cái bánh đã hấp xong rồi, giờ mình cũng để cho thật nguội nữa các bạn. Giờ mình sẽ lấy ra mình cắt cho các bạn xem nha. Khi mà mình lấy bánh ra ngoài mình cắt á, các bạn nên dùng màng bọc thực phẩm á, mình bọc cả cái thớt và cái dao luôn để mình cắt nó không có bị dính và cái đường cắt nó đẹp nữa. Nè các bạn thấy không? Cái bánh mình nhìn rất là ngon luôn á. Mình thì thích cái lớp đậu xanh nhiều nên mình làm cái đậu xanh, lớp đậu xanh nó dày hơn. Thì tùy các bạn thích như thế nào thì mình có thể gia giảm cái lượng bột và lượng đậu. Bánh rất là mềm dẻo luôn các bạn, và lại cũng giữ được có xíu độ giòn do mình có pha bột gạo á, và rất là thơm với hương lá dứa luôn á, đậu xanh nè, nước cốt dừa rất là béo luôn. Vậy là mình đã vừa chia sẻ xong với anh chị các bạn cái món bánh da lợn mà mình rất là thích luôn. Mình yêu thích cái món bánh này từ hồi nhỏ luôn các bạn. Hôm nào có thời gian các bạn cứ làm thử tại nhà nha. Rất là dễ luôn, rất là đơn giản mà nguyên liệu không hề tốn kém chút nào luôn. Nếu thích nhớ cho mình xin một like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hẹn gặp lại các bạn video sau.